Chào cô chú anh chị nha. Thì nói chung là anh chị em sỉ lẻ rồi mua rất là nhiều rồi. Đây là tự tắt đi. Bật rồi. Nó cảm ứng ấy, mọi người, cảm biến. Giờ tắt luôn, giờ tắt luôn nha. Cái loại này là cái loại 400W nha mọi người nha. Chiều dài nó như là 8 tấc. 8 tấc rưỡi luôn, 85, 85 hoặc 81 ấy. Còn chiều rộng nó là 30 31. Loại đây là cái loại 400W nha mọi người nha. 400W. Này là 81 35 này mọi người. 35 81 chiều rộng là 35, chiều dài 400W. Cái loại 300W thì em còn có mấy cái à? 300W em còn có hai ba cái gì à mọi người. Nói chung là em mua rất là nhanh. Tại vì cái này nó rất là tiện khi mình sử dụng sân vườn hoặc là mình chiếu cái đường đường hẻm, cái đường 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 nội bộ của khu làng, khu phố gia đình nữa, ở cái quê, vùng quê hoặc những chỗ mà nó không có điện nhà nước á, thì mình lắp những cái tấm này nó sẽ có lợi, tại vì mình không cần phải đấu nối điện mà nó sử dụng pin năng lượng mặt trời, sử dụng pin năng lượng mặt trời nó có tích hợp vào trong đèn luôn rồi. Nên là mình không cần phải cắm dây điện hay là mình lắp rời gì, nó rất bất tiện nha. Siêu sáng. Đèn là đèn ánh sáng trắng nha. Thì cái loại 400W đây này thì giá nó 850 nha mọi người nha, 850.